Những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh bắt tay các tỉnh Đông Bắc làm du lịch. Cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế. Đổi thay từ nếp sống văn hóa mới của người Mông, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2005, ngày 23 tháng 11 được lấy làm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam với mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân, di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tại địa phương, các hoạt động hưởng ứng ngày di sản đã được tổ chức nhằm phát huy những giá trị của di sản văn hóa trong đời sống hiện đại. Sáng ngày 23 tháng 11, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7. Trong tổng số 86 tác phẩm vào vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 15 tác phẩm, gồm 3 phim hoạt hình, 3 phim khoa học, 4 phim tài liệu và 5 phim phóng sự. Đây là những tác phẩm điện ảnh truyền hình tiêu biểu có tính nghệ thuật, nội dung sâu sắc, phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa, tuyên truyền giáo dục cao, đã phản ánh các vấn đề trọng tâm nhất trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay như biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ngày 23 tháng 11 trưng bày với chủ đề Để bầu trời mãi xanh đã khai mạc tại di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 48 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Trưng bày Để bầu trời mãi xanh tái hiện một phần ký ức miền Bắc Việt Nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ từ năm 1964 đến năm 1972. Dưới mưa bom bão đạn, dù phải đối đầu với những loại vũ khí hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ, nhưng quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ trên không vào tháng 12 năm 1972. Trưng bày chia làm hai phần. Phần 1, Giữ vững biển trời, là câu chuyện về bản lĩnh, trí tuệ của nhân dân miền Bắc trong hai đợt chiến tranh phá hoại của quân đội Mỹ. Phần 2, Núi hai bờ đại dương, giới thiệu về những nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu những nỗi đau còn dai dẳng. Đặc biệt, lần đầu tiên du khách được trải nghiệm tham quan bằng thuyết minh tự động, lắng nghe, cảm nhận những câu chuyện qua những âm thanh sống động, chân thực, tiếng bom rơi, súng nổ, giọng nói quen thuộc của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn, xen lẫn tiếng kẻng, còi báo động phòng không. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực phục hồi du lịch, kích cầu du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình liên kết với vùng địa phương du lịch trọng điểm trong cả nước. Việc liên kết phát triển không chỉ thúc đẩy gia tăng lượng khách du lịch hai chiều mà quan trọng hơn là tăng cường sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương nhằm sẵn sàng cho giai đoạn hậu Covid-19. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực Đông Bắc nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kỳ ảo, đa dạng, đầy cuốn hút, từ vùng núi cao tới biển đảo, từ biên giới tới đồng bằng. Những điểm đến như Hồ Ba Bể, Bắc Cạn, Thác Bản Dốc, Non Nước Cao Bằng, Yên Tử, Quảng Ninh và đặc biệt là kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long nằm trong top đầu thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có lượng lớn khách từ Thành phố Hồ Chí Minh. Các du khách có thể biết đến các tỉnh Đông Bắc và kết nối chia sẻ những nét đặc sắc, đặc trưng của văn hóa các vùng miền. Thành phố Hồ Chí Minh vừa là điểm đến, vừa là điểm trung chuyển, nơi cung cấp lượng khách du lịch lớn nhất nước. Năm nay do tác động của đại dịch Covid-19, ngành du lịch cả nước thiệt hại nặng nề và đang nỗ lực phục hồi với trọng tâm là khách nội địa. Do vậy, kết nối với các thị trường du lịch trong nước, trong đó có khu vực Đông Bắc là hướng đi không chỉ giúp Thành phố Hồ Chí Minh thu hút du khách mà còn có nhiều điểm đến, sản phẩm chất lượng để đưa khách tới. Liên kết phát triển sản phẩm và sẽ đảm bảo cái thị trường lưu thông qua lại giữa hai chiều về số lượng khách, xúc tiến đầu tư các cái cơ sở hạ tầng để tạo cái điều kiện nâng cấp những cái điểm đến.
Liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh Đông Bắc không chỉ góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch hai chiều mà còn là dịp để mở rộng hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Nguồn lực từ thành phố Hồ Chí Minh là điều các tỉnh nhắm tới trong việc kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nâng cấp cơ sở lưu trú, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Giao lưu với thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh Đông Bắc cũng hy vọng rằng là du lịch Cao Bằng sẽ ngày càng phát triển. Cũng mong muốn là du khách không những ở trong nước mà quốc tế biết đến Thác Bản Dốc. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là các cái tập đoàn kinh tế, rồi các cái hãng hàng không, rồi các cái dịch vụ lớn như là các cái dịch vụ lưu trú sẽ đầu tư và cũng sẽ đến với lại các tỉnh mà chúng ta cũng ký những cái cam kết. Theo thống kê, năm 2019, 8 tỉnh Đông Bắc gồm Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh đón khoảng 35 triệu lượt khách du lịch với xấp xỉ 5 triệu lượt khách quốc tế. Cùng năm, thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 40 triệu lượt khách, trong đó 8,6 triệu lượt khách quốc tế. Cái bắt tay lần này giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Đông Bắc sẽ là cú hích để ngành du lịch các bên từng bước phục hồi và hứa hẹn tăng trưởng trở lại sau đại dịch. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản triển khai việc diễn tập về công tác y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Theo đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan gồm các Bộ Quốc phòng, Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ Trung ương. Tại nơi diễn ra đại hội sẽ bố trí một phòng y tế với các thiết bị hiện đại, đầy đủ phương tiện cấp cứu, thuốc, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu quốc hội trong kỳ đại hội diễn ra. Trong khi dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, công tác y tế đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sức khỏe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế, phóng viên, cán bộ, nhân viên, người tham gia phục vụ Đại hội 13. Theo Nghị định số 126/2020, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 12 tới, Ngân hàng Thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế. Việc này phục vụ cho mục đích thanh kiểm tra và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, hàng tháng, Ngân hàng Thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế về thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, ngày mở tài khoản và ngày đóng tài khoản. Trong tháng 11 này, Hà Nội đang tổ chức tháng khuyến mại nhằm tạo cú hích kích cầu tiêu dùng hậu COVID-19. Với lượng hàng phong phú, nhiều chương trình khuyến mại đa dạng, tháng khuyến mại Hà Nội 2020 được cho là giúp cho cả người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa. Thực tế cho thấy diễn ra vào thời điểm cuối năm nên người tiêu dùng đang còn nhiều lăn tăn. Liệu có phải khuyến mại khủng để xả hàng tồn kho dịp cuối năm? Hay khuyến mại thì có tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trà trộn cùng các thương hiệu uy tín? Khuyến mại khủng, giảm giá sốc, sale off. Những tấm biển treo hàng khuyến mãi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh được treo tưng bừng tại cửa hàng, trong các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị. Hàng khuyến mãi cũng vô cùng đa dạng, từ thời trang, đồ điện tử, đồ gia dụng, đến các mặt hàng thực phẩm, thiết yếu. Mặc dù không còn xa lạ với các chương trình khuyến mãi lớn, nhưng người tiêu dùng cũng không khỏi lan tăn. Nhưng mà tôi cũng rất là băn khoăn rằng, không biết rằng những cái hàng hóa giảm giá đấy có thực sự là có chất lượng, có mang lại đúng cái lợi ích như mà cái hãng sản phẩm người ta đưa ra với mình hay không? Em là người thì rất hay săn mã giảm giá vào những ngày có đợt sale đấy ạ. Thì đặc biệt là mã hàng điện tử, đặc biệt hàng điện tử. Nhưng em thì vẫn rất lăn tăn về cái chất lượng của nó, không biết là tại sao nó lại giảm sâu đến như vậy. Thường thì em không có hay mua hàng khuyến mãi lắm. Thứ nhất là do mấy cái dịp như này rất là đông. Thứ hai là em cảm thấy là hàng sale như là mẫu mã sẽ không được đẹp. Thường là những cái hàng tồn kho từ những ngày năm ngoái, cái xu hướng nó cũng thay đổi rồi. Lăn tăn với hàng khuyến mãi là tâm lý chung của người tiêu dùng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã triển khai tháng khuyến mãi cả trên môi trường thương mại điện tử. Chính vì thế, chất lượng hàng hóa được kiểm soát một cách rõ ràng ngay từ đầu. Tất cả các cái sản phẩm khuyến mại đều phải đăng ký với Sở Công Thương và kèm theo các cái hồ sơ chứng nhận các cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Thứ hai là chúng tôi cũng báo cáo thành phố chỉ đạo các cái lực lượng chức năng như là quản lý thị trường và thanh tra sở tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát.
Cái thứ ba là yêu cầu các cái doanh nghiệp là phải niêm yết rất là rõ ràng cái tỷ lệ khuyến mại cũng như là các cái sản phẩm khuyến mại để công khai cho người tiêu dùng biết và lựa chọn. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với lực lượng liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11, phiên chợ Cam Hưng Yên năm 2020 tổ chức tại Eco Park đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng đến tham quan, mua cam và các nông sản nông nghiệp. Theo tổng hợp từ ban tổ chức, phiên chợ đã thu hút khoảng trên 25.000 lượt khách hàng đến tham quan thưởng thức mua sắm. Lượng cam bán ước khoảng 25 tấn, trên 7.000 quả bưởi, cùng hàng tấn các nông sản khác như ổi, mật ong, long nhãn, nghệ. Trung bình cam có giá khoảng 30.000 đồng kg. Riêng cam Cầu Chùa, huyện Văn Giang và cam Đồng Tiền, Ruột Đỏ, thành phố Hưng Yên được tiêu thụ mạnh, có giá từ 55 đến 60.000 đồng kg. Phiên chợ sẽ còn được tiếp tục tổ chức vào 2 ngày cuối tuần và duy trì đến hết vụ thu hoạch cam. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 11. Nhân sự kiện trọng đại này, chúng ta cùng nhìn lại hành trình về đích tỉnh nông thôn mới trong 10 năm qua. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân cho 1 hectare canh tác của tỉnh mới chỉ đạt 115 triệu đồng một năm, bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng một năm. Trung bình 145 xã của tỉnh mới đạt 6,6 tiêu chí trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một xã. Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Hưng Yên đã ra các chỉ thị, nghị quyết, quyết định quan trọng để tập trung xây dựng nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ kinh phí và các cơ chế chính sách cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, bình quân toàn tỉnh đạt 14,7 tiêu chí một xã, tăng 7,6 tiêu chí một xã so với năm 2011. Trong đó có 32 xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, từ năm 2016 đến 2020, từ những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của chính sách giao mỗi xã 3 ha đất để bán đấu giá và xử lý đất dư bổ sung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ban hành các cơ chế chính sách mới tạo sự đột phá. Hết năm 2019, tỉnh Hưng Yên có 145 trên 145 xã đã được công nhận hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, cao hơn mức bình quân của các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Năm 2017, huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện nông thôn mới. Từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, các địa phương còn lại được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 1791 QĐTTG công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hưng Yên là tỉnh thứ 3 sau Nam Định, Đồng Nai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 là 1,9%. Chuyển đổi hơn 15.000 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nâng giá trị thu được bình quân 1 hectare canh tác năm 2020 đạt 210 triệu đồng. Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa gần 2.500 km các tuyến đường với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng. Hội đồng cũng đánh giá là tất cả các lĩnh vực của Hưng Yên đối chiếu với các tiêu chí thì đều đã hoàn thành rất là tốt và nhiều những cái tiêu chí đã vượt rất là cao. Đấy, và trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì từ cấp xã, cấp huyện rồi lên cấp tỉnh thì các cái tiêu chí đó đã được thể hiện qua các năm và đã được đánh giá ở các cái hội đồng thẩm định ở cấp xã, cấp huyện và đến cấp tỉnh. So với các tỉnh thì chắc chắn là tỉnh Hưng Yên là một cái tỉnh đứng thứ ba cả nước, do vậy là các cái tiêu chí của mình đã đều hoàn thành vượt xa với nhiều tỉnh trên địa bàn của cả nước nói chung và của khu vực nói riêng. Để có được kết quả trên, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đã phát động sâu rộng phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, để các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp công sức tiền của cho xây dựng nông thôn mới,
Đồng thời còn tích cực tham gia các phong trào thi đua đã được các hội, đoàn thể, địa phương lồng ghép gắn với xây dựng nông thôn mới, được thực hiện hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác, dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa với nhiều cách làm hay sáng tạo, trong đó việc triển khai xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông với 5 việc nên làm, 5 việc không nên làm. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, ý đảng thuận lòng dân, đồng bào dân tộc Mông đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới ấm no hơn. Nhiều đời qua, dòng họ Giang ở bản Tu San, xã Tà Mung vẫn còn tập tục làm ma khô kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền về việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, thì dòng họ Giang ở Tu San đã thực hiện việc tang chỉ trong một ngày. Không chỉ có dòng họ Giang, mà đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Mung đã biết đoàn kết, giúp đỡ nhau, không di cư tự do. Việc tang chỉ để một ngày, hạn chế việc thách cưới. Thì huyện nó điều... phải đùa la và nó điều không đùa la thì tất cả các điều đều đám thực hiện cơ bản là cũng thực hiện của cái người mốt thì chưa cho vào áo qua thì có từ 2 năm cho đến bây giờ thì cơ bản là cũng giữ gìn vệ sinh môi trường. Còn ở bản Hủy Bắc, Bá Khoang, xã Pha Mu, đồng bào Mông vẫn tồn tại tục bắt vợ, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sản xuất canh tác, sinh hoạt văn hóa theo tập quán lạc hậu. Nhưng từ khi thực hiện nếp sống văn hóa mới đã làm thay đổi cuộc sống, nhận thức của người dân nơi đây. Các trường hợp ốm đều đến trạm y tế khám chữa bệnh, gia đình đều cho con đến trường học đầy đủ, tình trạng sinh con thứ ba giảm hẳn. Đời sống thì nó cũng có bước phát triển, ví dụ như là nó thực tế như trong bả thì nó cũng nhạc, nó cũng rất sạch sẽ, gọn gàng này. Nó cũng biết vệ sinh nhà cửa để nó sạch sẽ này. Mà về kinh tế thì nó cũng có thu nhập nó ổn định hơn. Huyện Than Uyên hiện có 1.200 hộ dân tộc Mông sinh sống ở 8 xã với 21 bản. So với mặt bằng chung, điều kiện kinh tế cũng như trình độ dân trí còn nhiều khó khăn, tồn tại một số tập tục, hủ tục lạc hậu. Từ khi triển khai ký cam kết xây dựng nếp sống văn hóa mới, những khó khăn thách thức cơ bản đã được giải quyết. Với cái tinh thần là dân biết, dân bàn, dân làm và dân thực hiện thì có thể thấy rằng là cái mong mỏi cũng như là cái ý thức rất cao trong cái trách nhiệm mà khi bà con bàn bạc và thống nhất thì kết quả khẳng định rất là rõ. Có thể thấy, việc triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống, nhận thức của người dân nơi đây, mà những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông vẫn được gìn giữ và phát huy. Vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 22 tháng 11, trên quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tầm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe ô tô khách dừng nằm 40 chỗ mang biển kiểm soát 20B00911 làm 2 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Khi bị nạn, trên xe có 35 hành khách do anh Nguyễn Đức Phụng, sinh năm 1974, trú tại Thái Bình điều khiển theo hướng Sơn La, Hà Nội, đã lao vào giải tôn phòng hộ bên trái đường rồi tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải và bị lật nghiêng xe. Nguyên nhân được xác định do xe ô tô khách xuống dốc mất phanh, lật nghiêng về phía toa ly dương. Chiều ngày 22 tháng 11, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt 2 đối tượng mua 6.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11, tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng người dân tộc Mông là Thào Páo, sinh năm 1969 và Sùng Thị Dâu, sinh năm 1970, đi xe máy mang theo số ma túy trên. Các đối tượng khai nhận đang mang số ma túy trên bán cho một đối tượng là người Trung Quốc ở bên kia biên giới với giá 200 triệu đồng thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt quả tang. Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến.